Rồi ok anh em, nói chung là nãy giờ định đi ngủ rồi nè em ơi, nhưng mà cảm giác nó cay không ngủ được nè em ơi. Cái bát hai hút nội lực của Khải to anh em, nên là quá cay không ngủ được. Bây giờ thì trên YouTube anh em đang xem hiện tại bây giờ là 11 giờ 27 phút rồi. Anh em trên YouTube thì bảo là anh em đang xem là bảo cố gắng hoán một hai lần nữa thôi, chắc chắn nó sẽ ra đó anh. Ra đó Khải thì ok. Theo lời của anh em, Khải đã mua được 4 bộ thị tinh nữa nha anh em. Mới mua trên livestream luôn nha anh em. Anh em đừng có nghĩ là order này nọ búp nha anh em. Cái này là Khải mới mua trên livestream nha anh em, có thể tua ngược lại livestream rồi anh em xem nha. Đó, cho nên anh em đang xem livestream thì anh em đang xem thì đây là bằng chứng luôn. Rồi. Quất thôi, không nói nhiều nữa anh em. Đây sẽ là bát thứ 3 hóng cây hút nội lực. Quá chát, quá chua. Rồi, cắt cái đao đi, cắt rồi anh em ơi. Rồi. Vô đây. Tụt quần cởi áo ra. Tụt quần cởi áo ra. Ok luôn. Tụt quần cởi áo ra luôn. Tụt quần cởi áo. Tụt quần cởi áo ra luôn. Ở chuồng luôn. Rồi. Xin cái đại phong đao má ơi. Xin cây đại phong đao. Rồi, vô hóng, vô hóng, 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 hóng. Đậu xanh. 2 triệu rồi nha, 2 triệu rồi nha, vô. Anh em có chơi lô đề không? Em mở mày vô này. Em cầm cho anh em. Rồi nha anh em, xong nha. Rồi vô này, ép này, ép này. Chim bộ. Anh em đang xem cho một like chia sẻ lên nè anh em ơi. Lên 300 like nè, lên 300 like xúc nè anh em ơi. Rồi hiện tại bây giờ là nhiều like rồi. 224 lên 250 anh em. 250 xúc anh em. Lên đảo quốc đến ra thì thôi à. Nhanh đi đó còn đi ngủ. Anh rồi, lên 268. Okay. Ok ok. Rồi cho anh em nhanh anh em đi ngủ đúng không? Rồi anh em cho một like chia sẻ nè mày. 250 like lên anh em. 250 like lên nè anh em. Lên cho anh em luôn nè anh em. Lên cho anh em luôn nè anh em. Rồi. Lên nè anh em. Mày biết cái gì anh em? Rồi lên nè anh em. Chuẩn bị xuống sắc nè em, xuống sắc. Rồi. Tự nhiên ra. Gì đây? Gì đây? Đào dùm cái đại ca. Thích thủ. Đào dùm cái đại ca. Rồi xong tiêu đủ xanh mát. Xong tiêu nó đi ám mình vài hồi vào ta. Ám vài lên. Qua đường môn chơi đây. Chết thiệt chứ toàn cái tiêu nãy giờ ám ra 3 lần rồi vãi thiệt. Chán dữ trời. Còn 3 cái cuối này mày. Nó thiệt anh em như cái hóng binh này muốn ra vũ khí mình cần nó tốn tiền bạc cố luôn nè. Giờ mình cần đao mà server chưa ai bán đao thì mình phải cố gắng ra đao thôi anh em. Ra cái đao đầu tiên server no 1 anh em. Cố. Cố vãi nồi. Rồi tiếp tục lần thứ 3. Rồi lần thứ 2 của bát 3. Trang qua trang qua. Tối nay mà không lên chắc ngủ không yên luôn anh. Không lên là không ngủ được luôn em. Đậu xanh. Chán đời chứ. Rồi tiếp tục này. Đậu xanh. Lên nè. Từ từ à. Đại phong đao dùng cái đại ca. Trời ơi, đại phong đao dùng cái đại ca. Cái gì đó? Đại ca, ám em quá đại ca ơi. Hơn 10 lần rồi đại ca. Hơn 10 lần rồi chưa lên đao đại ca. Đại ca ám vãi nồi. Đại ca ám vãi trưởng luôn đại ca. Rồi xịt. À xịt biết trời. Thua luôn. Thua luôn em ơi, thua luôn rồi. Xịt em ơi. Và ai liền còn hai cái cuối. Em ở đâu anh Phi Châu đến đón. Mất mớ tiểu nè. Hai cây cuối. Nhỏ vãi. Nhỏ vãi trước nè. Nàng đao dùm cái đại ca. Nàng Một dòng thôi Đừng bốn. Một dòng thôi. Một dòng thôi. Thôi xong nữa. Phi đao đậu xanh. Thôi thua. Toàn phi đao nhỉ. Nhỏ vãi. Không phải giao dịch nhặt này. Thôi ơi, chịu luôn rồi. Cái này mà anh em mà thiệt chứ cái này thiệt có tiền á, thà có tiền thôi. Thà có tiền Khải mua luôn một cái đao 20-30 kim cho nó nhanh luôn em mà nếu mà không ai bán với đâu chứ. Mai bán đi ạ. Vãi thiệt. Đi bạn. Thằng Trung này nói chuyện gì vậy? Chẳng gừng không? Thôi. Nhà cuối. Có kia có lại nói trước bữa hôm qua rồi. Nhà cuối, chán rồi em ơi, quá chán rồi. Không lên luôn rồi. Sành chín luôn, ok, sành chín luôn, phát này sành chín luôn, nên nhầm thấy. Sành chín luôn. Sành chín luôn. À thiếu sụ cái gì vậy? À ok, tam sắc thật. À mình nôn quá, quên bỏ tam sắc thật em. Sành chín luôn, quên. Rồi, sành chín luôn. Đậu xanh. Sành chín luôn.
mở ăn không ra nữa đi ngủ luôn. Không tin nhau thì đừng mở quán. Không tin nhau cày kiếm thôi xong đi ngủ. Chán vãi. Chán vãi thôi thua luôn em ơi. Chán rồi. Nghe mi kiếm luôn. Hơn 20 kim rồi, vãi thiệt. Dạ, yeah. Chán gừ gồm. Thôi, chán đời rồi. Không biết làm gì nữa luôn em. Gửi ạc Quý Yên đi anh Khải ơi. Ok ok. Chán vãi rồi. Ai rồi cũng đi về, ai rồi cũng một lần. Đó giờ giờ anh em nào trong bang dám không bình không không bình đi. Đậu xanh 15 lần không ra. Mai để em. Nhỏ vãi nồi. Ai cũng một lần lầm lỡ. Đúng chán luôn em. Thôi, nói chung là clip bách ba này coi như là ton rồi em ơi. Không hồi mà không lên luôn chán vãi nồi luôn. Nó cứ xây kiếm. Anh em thấy này. Nó cứ xây là kiếm. Kiếm xong bổng, bổng xong phi tiêu, xong đao, chùy, xong cái phi tiêu, rồi đao, xong phi tiêu. Rồi giờ lại kiếm nữa, vãi rồi, thua. Thì tên nữa đâu ra có anh em, không có rồi. Làm gì còn bộ thì tên nào hết rồi. Lần này là hóng thứ 14 rồi anh em. 14 mà cái đao không ra thôi, thua rồi. Trong đường bộ khó anh em ơi, trong đường bộ khó anh em. Chán vãi rồi. Chung là đang chán lắm anh em ơi, quá chán rồi. Bộ này khó anh em. Này khó đâu ép được. Bộ này khó anh em ơi, không ép được. nhỏ quá. Bộ này khó không ép được. Bộ này khó chỉ lên đảo thôi anh em. Rồi cái gì ở video này thì Khải tạm dừng ở cái bát 3 này anh em ơi. Nhỏ quá nhỏ anh em, ép miết đi đâu nó cũng về kiếm thôi, chán đời rồi. Thôi gì Khải xin phép up cái video này và chúc anh em xem video vui vẻ nha. Đừng quên đỡ lại cho Khải một like chia sẻ ủng hộ nha anh em ơi. Trên tinh thần ủng hộ dùm Khải này. Nói chung là bay hơn 20 kim hóng binh rồi. Hơn 20 kim hóng binh rồi. Vẫn chưa có gì gọi là cây đao của mình. Chán quá chán luôn em ơi. Nhỏ quá nhỏ em ơi.